Cũng trong ngày hôm nay, 23 tháng Giêng, gia đình cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Oai ở Nghệ An nhận được giấy của công an cho biết về việc bắt giữ ông này hôm ngày 19 tháng Giêng khi đang đi trên đường ở xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Bà Nguyễn Thị Châu, vợ cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Oai cho biết về điều này. Người ta biết là nội dung là bắt bị can để tạm giam. Tôi với tội là đã có hành vi là chống người thi hành công vụ. Một lý do khác mà cơ quan chức năng nêu ra để bắt cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Oai còn được nói là vì ông này vi phạm lệnh quản chế. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Châu có ý kiến về lệnh đó. Người ta cũng gạn cho anh Oai là cái một cái lệnh cả quản chế là 4 năm. Nhưng mà anh Oai có tội gì đâu mà quản chế. Xin được nhắc lại, cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Oai, sinh năm 1981, nằm trong nhóm thanh niên ở Nghệ An bị bắt hồi năm 2011 và bị đưa ra tòa xét xử với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Bản thân ông Nguyễn Văn Oai bị tuyên án 4 năm tù và 4 năm quản chế. Ông mãn án tù vào tháng 8 năm 2015. Những điều 88, 79, 258 theo Bộ Luật Hình sự Việt Nam bị các tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế cho là mơ hồ. Chúng được nhà cầm quyền sử dụng để bắt những tiếng nói bất đồng chính kiến, nói lên thực trạng tại Việt Nam.